rồi mình trò chuyện anh ha. Dạ. Trước tiên là anh giới thiệu về tên tuổi của mình anh ha. Dạ. Trước tiên anh chào em Thúy Vĩ. Dạ. Rồi chào bà con anh chị em út trong cộng đồng mạng. Chúc cho cô bác anh chị nhiều sức khỏe. Dạ. Anh tên gì và đến từ đâu anh ha? Anh tên Phùng. Lưu sư hỏi tôi là Phùng Thắng Mạnh. Anh sinh 1965. Dạ, Phùng Thắng Mạnh ha. Phùng Tấn Mạnh. Tấn Mạnh ha. Dạ. Sinh năm 1965. Là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi anh? 57 tuổi. À, 57 tuổi. Dạ. Anh đến từ đâu? Anh từ Cẩm Mỹ, Đồng Nai. À, Cẩm Mỹ, Đồng Nai lận hả? Ừ. Anh đi sáng, anh đi xuống đây chạy ra 8 tiếng mấy mới tới đây, tại không lên đường á. Dạ. Lâm lùm lùm. Dạ. 6 giờ mà anh lại chạy xe máy, chạy riết tới... Tới chỗ bãi xe đây gần đây là 3:20. Dạ. Hỏi thăm tùm lum á. Dạ. Điều em hoài là hỏi thăm em mà không có máy, không được, không được không. Dạ. Vậy rồi hôm nay thì anh muốn bày tỏ điều gì đến với em? Anh xuống đây cũng nhờ em kết nối giùm phần còn lại để... Dạ. Anh có nhắm tới một cô gái nào không hay là anh giới thiệu về bản thân mình? Giới thiệu bản thân sao thì anh cũng coi clip của em nhiều lắm rồi mà anh nên để một người mà nhờ em kết nối dùng. Dạ. Không biết là người đó chịu không anh cho biết nhưng mà nhờ em kết nối trước thì... Dạ. Đó là ai anh ha? Để biết anh có em này là cô Thu. À, cô Thu ở đâu anh? Ở Thủ Đức. Cô Thu ở Thủ Đức hả? Dạ. Xem coi ra. Nói lâu hình như là cô Thu đi kết nối hôm ba hôm qua. Dạ. Cho em coi cái clip kìa. Ủa. Xem mất ở đây mạng không có mạng đó. Dạ, cho em coi cái hình cũng được. Ôi các bạn nhìn nó nhìn rồi thôi. Dạ, để em gửi qua bên em. À, là cô Thu đây đó ha, cô đeo kiếng này ha. À đó. Ừ. Dạ, cũng cả năm rồi đó. Thì cũng lưu cô này hình tháng 3, mười mấy tháng 3 năm ngoái. Dạ, đúng rồi. Cả năm rồi bởi vì là đợt vừa rồi đó là dịch bệnh á. Dịch bệnh nên là mình không có hoạt động được á anh ha. Rồi dịch anh cũng điện em là hỏi chừng nào làm là liệu quản được. Dạ. Anh hỏi lại là dạ. Đó. Thì không được. Vậy thưa anh là anh thích cô Thu ở những điểm nào, quý cô Thu những điểm nào anh có thể bày tỏ? Anh thấy cô Thu là nói chuyện thẳng thắn. Anh tính là như vậy là thấy chuyện thật là thẳng thắn anh thích nữa. Chà. À. Anh chỉ mong kiếm được người thẳng thắn rồi thật lòng. Dạ. Rồi anh để ý đến cô Thu lâu chưa? Hôm coi clip này rất là để coi nhiều clip của em mấy cô mà có nói đó. Dạ. Mà anh thấy có nói nhiều cái chuyện cũng không thật chuyện không ấy. Anh thấy cô Thu cái là thẳng thắn. Dạ. Nhưng mà ý là anh xem được cái clip cô Thu này đã lâu chưa? Để ý đã lâu chưa? Lâu rồi, mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi. Dạ. Dạ, ok anh. Để bây giờ thế này. Anh giới thiệu về cái cuộc sống của mình cũng như là cái tình trạng hôn nhân của mình để em được biết anh ha. Dạ. Anh thì ở trên Mỹ á, anh làm vườn. Thì cho người vợ chồng sống với nhau thì không có cùng quan điểm. Dạ. Không có nói chung. Hôm năm 2004 á thì đã ra tòa một lần ly hôn, vì sao thì ra tòa về hòa giải hai lần, thì anh thấy là con nhỏ quá mới sợ về nên ôm con không làm được, anh mới là thôi ở lại ráng nuôi con cho lớn. Thì lớn xong thì vợ con sống riêng rồi anh mới ly dị thì đến ra tòa thì mấy năm rồi mà mới xong giấy tờ hơn năm à, có giấy quyết định ly hôn hơn năm. Dạ. Dạ con cái sống riêng mà anh sống một mình vậy đó. Dạ. Rồi anh có mấy cháu? Một trai, một gái, một trai có vợ, còn gái thì mất lâu rồi. À. Gái bị bệnh mất lâu rồi. À. Vậy là con lập gia đình rồi. Thì có vợ con dạ. Rồi, sống riêng hết rồi. Còn ở nhà bây giờ thì anh làm vườn. Anh làm vườn. Dạ. Hôm qua làm vườn đó hơn, nó chờ tới mùa thu rồi anh làm đủ thứ chuyện hết. Đó. Đi xây, đi cưa, chứ mà công chuyện tự do mà. Dạ.
Ở chỗ anh là thuộc là huyện Cẩm Mỹ ha? Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Huyện Cẩm Mỹ nằm giáp ranh Vũng Tàu và Rịa đó. Dạ. Anh có thể bày tỏ về cái tính cách của mình chút xíu để cho bên kia nắm được cái tính cách của mình anh ha? Anh thì nói chung mình sống nhà nông mà, sống thì cứ biết làm. Còn cái là tánh anh thì nhiều lúc đó, có phước nghĩa cũng hơi nóng tánh. Còn cái thì được cái nào nóng tánh qua thôi. Yeah. Không có gì hết. Còn làm thì bất cứ chuyện gì không có nệ, có làm hết. Yeah. Dù trong nhà ở quầy vừa làm hết. Và anh chỉ mong là nhờ em kết nối với một người là biết thật lòng, biết trung thủy thì được. Yeah. Trước hết là em rất hoan nghênh anh, vì hoan nghênh ở cái điểm là anh đánh giá được mình, là biết mình nóng tính thì có sao thì nó vậy đó. Thường á thì mình nếu mà đánh giá được mình đó thì mình biết kiểm soát bản thân. Còn nếu mình không đánh giá được mình đó thì là sợ đôi khi mình không có nhận ra được những cái điều mà mình cần sửa đổi. Cái nóng tính thì đúng thật sự là dường như là nhiều người người ta e ngại về cái việc nóng tính, nhưng mà anh kiểm soát được cái điều đó, anh biết được cái điều mình cái điểm yếu của mình. Yeah. Còn về cái gọi là cái điểm mạnh của mình hay là ưu điểm của mình thì anh có đánh giá được bản thân mình không? Còn cái anh được cái là nóng tính là sao mình chút xíu là hết. Dạ. Không để bụng rồi. Ôi anh đi làm cái là được thấy người sống chung với mình á, mình nóng tính thì nó buồn, mà sao là anh chỉ thấy họ buồn thì mình xin lỗi hoặc mình tìm cách gì đó để giải hòa, chứ không bây giờ mà anh nóng lâu hết, nóng là sao. Dạ. Là để hoài cho nó hoài, chỉ sống trong gia đình mà kéo dài thì đang thấy nó buồn buồn đó. Anh là hay. Dạ. Còn mọi chuyện là anh làm hết, đánh giá hết được, miễn là sao người ở chung với mình là vui vẻ là được. Dạ. Anh không uống thuốc, không uống rượu. À. Cà phê cũng không uống. À, cà phê cũng không uống. Không. Dạ. Hơi chắc lên đây thì thật lòng, không cái gì nó thẳng vậy. Chắc chắn chứ gì. Bây giờ hoài cứ nói gì nghe vậy thì về sao không được nữa, đã lỡ dở một lần rồi. Thì nếu mà kiếm không đàng hoàng lỡ dở nữa thì không, lớn tuổi thì thiệt lắm. Dạ. Nhờ lên đây nhờ em để em kết nối giùm. Dạ. Nói chung là em rất là cảm ơn và hoan nghênh anh khi mà đã tin tưởng cái chương trình của em. Nhưng trên thực tế đó thì em là người ghi nhận, còn anh là người cảm nhận, em là chỉ ghi nhận thôi. Cũng giống như em ghi nhận anh vậy nè, còn cô Thu là người cảm nhận anh, là cảm nhận ở anh. Và em cũng thấy ở chương trình của mình thì có được một cái ưu điểm, là ưu điểm của chương trình của em đó thì là mỗi người đã lên đây rồi tức là tất cả đã sẵn sàng. Và em nghĩ ở nhà cũng cái sự dính líu với người này người kia thì sẽ được hạn chế về điều đó nhiều. Bởi vì là khi đã lên cộng đồng rồi thì hầu như là nếu mà đang còn dính dáng với ai thì rất là e ngại, không dám lên. Trên thực tế là nó như vậy. Thì em đánh giá được cái ưu điểm ở chỗ đó. Còn ví dụ như mình tự quen ở một nơi nào đó thì đôi khi thật sự là mình chưa hiểu về người đó, và cũng chưa nghe những người xung quanh anh ấy nói gì hay là những người xung quanh người ấy nói gì, bởi vì mình đâu có gặp được họ đâu mà biết. Đúng rồi. Còn khi mà lên cộng đồng đó thì là những người thân, những người quen, bạn bè này kia đều biết hết. Nên là em thấy được cái ưu điểm đó. Mình ví dụ như mình cũng không dám nói rằng những cái điều gì mà không có mà mình nói thành có. Hoặc ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đang còn có cô nào đó mà mình nói là mình đã ly dị rồi. Có ví dụ như nhà có vợ rồi mà nói ly dị rồi thì cái điều đó là chắc là cũng hiếm xảy ra lắm. Ngoài ra nữa đó anh, thì là theo em được biết là cô Thu là làm buôn bán. Cô Thu là buôn bán. Em có clip là cô Thu làm tóc. Dạ, làm tóc. Và sau này nữa thì cô có mở thêm một cái tiệm chăn ga gối nệm này kia đó. Thì bây giờ làm tóc đó là cổ
gọi là có nhân viên làm và cổ chạy tới chạy lui để quản lý thôi. Thì không biết là liệu rồi cái công việc mà lâu nay nếu bây giờ mà anh mà trông coi việc buôn bán hoặc này kia thì cái khả năng của anh thì anh thấy thế nào, có phù hợp không? Buôn bán thì anh cũng buôn bán tại anh làm vườn đó. Thì một năm mình đi không có mùa, thì sau khi đó thì anh cũng chạy vô nhà vườn đó là anh thôi mua khác tới khác, giống như bưởi hay là na hay là bơ đây mà vợ anh bỏ, anh cũng là kiếm thêm rồi đó, anh cũng buôn bán thì biết. Thế là về nếu mà đã thì nếu mà về tìm hiểu được có hợp ý á thì sống vui vẻ thì cái gì làm cũng được, đến sau vui vẻ được rồi anh. Dạ. Dạ. À, nói chung thì cũng đặt ra giả thiết vậy thôi, chứ còn mình khi mà vào thực tế rồi đó thì cái gì mình không biết thì mình học anh ha. À, cũng không có gì. À, đại khái là đang nói về cái vấn đề cô Thu. Còn nếu ví dụ đây là em đặt trường hợp mà nếu mà giữa anh với cô Thu chưa có duyên thì người khác đến mong muốn kết nối với anh thì anh mong muốn là người đó phải là người như thế nào, hay là anh có mở lòng cho người khác hay không? Thì bây giờ đó anh thì ở coi với em clip nhiều clip lắm, nhiều cô mà anh thấy cô Thu thì thấy thẳng thắn, thấy thật lòng anh mới là thích. Họ biết thì có Thu quá không anh chưa biết. À, nếu mà thì là ý nếu mà không được không có Thu á thì anh mới nghĩ tới người khác. Dạ. Chứ giờ thì anh có thắm người nào một người. Nếu không được mới tính thì khác chứ không có. Dạ. Gọi là không được nó mới tính. Nhưng mà cái việc em hỏi đó là cũng hỏi trước để biết. Bởi vì khi không được thì cộng đồng sẽ biết, cộng đồng cũng không biết là có được hay không, nên là mình đặt ra cái giả thiết thứ hai, mình đặt ra phương án thứ hai. Nếu được thì đương nhiên là làm đám cưới rồi là đến với nhau thì em sẽ ghi nhận. Còn ngược lại không được, không lẽ anh phải chạy xuống đây anh bày tỏ thêm lần nữa thì là nó mất thời gian cho anh. Vì vậy chúng ta đặt ra cái tình huống thứ hai là nếu mà anh với chị Thu mà chưa có duyên với nhau thì anh sẽ chọn một người khác có những cái tiêu chí gì. Hay là anh có mở lòng cho người khác để mà kết nối với mình hay không? Nếu mà không có gì cô Thu á thì người nào thì muốn mở lòng người khác thì anh chỉ muốn người đó là thật lòng, thứ nhất là thật lòng, thứ hai là trung thủy vậy thôi. Dạ. Thế được phải sống mà nói thật lòng là sợ lắm. Dạ. Yeah. Mình bị một lần là sợ lắm. Dạ. Yeah. Còn cái việc đó mà bây giờ anh lập gia đình thì cưới vợ về thì có trở ngại gì cho anh với mọi thứ hay không? Có cái gì để trở ngại hay không? Ví dụ như là nơi ăn chốn ở hoặc là những người trong gia đình có đồng thuận với cái việc anh bước tiếp bước nữa hay không? Có này là anh còn ba cũng tám mấy tuổi, ba cũng nói là kiếm đâu được thì kiếm, chứ ở thì giờ lớn tuổi thì nữa sau này lúc đầu thì mũi không có ai mình làm bạn. Còn con thì nó giờ ba kiếm được ai lo thì cho ba thì không mừng với con cũng lo vợ con rồi, con nó vậy đó. Thì nhà là quý hết rồi. Dạ. Rồi mới đen nó cũng nói thì anh kiếm người nào mà hợp thì nó ý thì chứ về sống mình thì sao. Dạ. Nói là chịu hết. Mọi giờ mình cứ mong kiếm được người là sống xong mà thật lòng trông thấy là được rồi. Dạ. Yeah. Rồi nơi ăn chốn ở hiện tại thì có thuận lợi cho vợ về sinh sống ở đó không? Thì đó là tùy, nếu mà người đó muốn về anh thì về, nếu không thì ở chung bên nào cũng được, không quan trọng. Dạ. Yeah. Mình đang tính về cái hướng mình trước, có nghĩa là ý em đang hỏi là cái điều kiện ở nơi anh mà vợ về đó để sinh sống thì có trở ngại gì cho anh hay không, hay là không. Có sẵn sàng hay không đó? Sẵn sàng không có gì hết. Dạ. Tại vì anh đang sống một mình. Dạ. Nếu người đó không chịu về anh thì anh về bên ngoài đó cũng được, không sao. Thì làm vườn mà trả lời đi xuống, nếu như vậy là đi lên xuống thì cũng gần lâu xa. Nếu mà từ ở Mỹ Đồng Nai anh mà chạy xuống chỗ của Thu làm tóc của Đức thì từ đó xuống chừng mấy chục cây số. Dạ.
Lên xuống thì vụ thì lâu mình về phun thuốc hoặc là làm cỏ này kia đó, thì lâu mình về không được không sao, một năm thu có mùa à, Dạ. không dễ, không có gì trở ngại hết. Dạ. Rồi ok anh, thì em cũng ghi nhận sơ bộ như vậy. Rồi để chờ phản hồi của Từ Cô Thu như thế nào. Rồi mình tính tiếp anh ha. Dạ. Nếu mà nó không được á thì anh alo em, là nếu mà không được alo nhập cái người khác, nếu mà được thì cũng báo cho Dạ. em được. Dạ. Dạ. Em phải cập nhật đến cho chị Thu biết và chờ chị Thu quyết định. Giờ có tin gì thì em báo cho anh biết anh ha. Dạ. Thì anh chỉ lên coi lý là cô Thu đang làm tóc đó, là lúc lên Dạ. lên nó làm tóc đó anh biết Dạ. đó. Rồi anh có muốn bày tỏ điều gì, nhắn gửi điều gì cho cô Thu hay không thì cứ tự nhiên. Rồi cuối cùng mình chào tạm biệt nhau anh ha. Thì anh chỉ nói cô Thu là anh thì thích cô Thu đó, mà biết cô Thu thì có mở lòng cho anh hay không thì Dạ. Rồi ok anh, vậy mình chào tạm biệt nhau, rồi có tin gì em báo cho anh hay ha. Rồi, dạ chào anh Mạnh nha.